Xin kính chào quý vị. Hôm nay nhà đất sẽ đăng tải lên một mảnh đất ở tại trung tâm thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai nhé quý vị. Và đây như quý vị đã thấy, con đường của chúng ta đây là con đường cách mạng nhé quý vị. Đó. Và đây, từ vị trí nhà đất chỉ đây ra tới đường tránh của chúng ta khoảng 100m nhé quý vị. Đó. Trước hết nhà đất giới thiệu với lô đất của chúng ta tiện ích đường đi lối lại. Và đây, từ vị trí này đi xuống khu du lịch bờ kè hồ của Ajun Hạ của chúng ta đang bắt đầu đang thi công nhé quý vị. Và đây, từ vị trí đây đi ra tới quốc lộ 14A theo con đường cách mạng của chúng ta là khoảng 300m nha quý vị. Và ra tới công viên Phạm Văn Đồng cũng khoảng 200m là tới. Và từ đây về tới khu hành chính huyện Chư Sê, bệnh viện, siêu thị, chợ Cốc Mát và bến xe chợ Chư Sê, trung tâm Chư Sê khoảng 2 cây số đổ lại nha quý vị. Và đây, để nhà đất giới thiệu lô đất của chúng ta là đây ạ. Lô đất của chúng ta theo mặt đường cách mạng đây là 11m nha quý vị. 11m ranh giới của chúng ta từ đây nhé quý vị. Thấy này, từ đây ra tới đây là 11m nha quý vị. Đó, như quý vị thấy căn hiện tại trong đất của chúng ta có một căn nhà, gia chủ đang bán quán ăn nhé quý vị. Và đây, ranh giới của chúng ta là tới đây ạ. Như quý vị đã thấy ạ, đây ạ. Đó. Và trên đất của chúng ta đã có 60m² đất thổ cư nha quý vị. Và theo mặt đường của đường cách mạng đây là 11m. Đó. Và đất của chúng ta đã có 60m đất thổ cư. Và đây, để nhà đất đi vào căn nhà và quay mảnh đất của chúng ta hết đây ạ. Đây. Đó. Hiện tại gia chủ đang bán quán ăn nhé quý vị. Và đây, đằng sau đất của chúng ta là view ruộng lúa nha quý vị. À, đây, đất chúng ta chiều sâu thì ở chỗ này thì nó hơi ngắn, được khoảng cỡ tầm 7m nha quý vị. Còn phía bên đây, phía bên đây thì chúng ta còn đất dài, chiều dài của chúng ta được khoảng 40m nha quý vị. Và theo cái hồ view ruộng lúa của chúng ta là đây. Đấy, đất của chúng ta có chiều sâu ở bên này thì nó này. Và của chúng ta có ruộng lúa và suối chảy ngang qua miếng đất của ta nha. Ở đây chúng ta có thể về đây sinh sống, hoặc là mở quán cà phê, quán ăn, quán nhậu, hoặc bán thuốc tây đó, hoặc buôn bán cái gì ở đây cũng được nha quý vị. Nếu ở đây như quý vị về mà làm một căn nhà sàn ở đây thì quá chi là tuyệt vời. Bởi vì với cái view đất của chúng ta đây là khá chi là đẹp, gần trung tâm nha quý vị. Chúng ta ở đây có thể kinh doanh cái gì cũng được nhá. Và với cái giá bán nhà chủ đưa ra là 600 triệu, bao sang tên bìa đỏ cho chúng ta 600 triệu. Và theo đất mặt đường đây của chúng ta là 11m nha quý vị. Và để nhà đất nhắc lại là với cái giá bán nhà chủ đưa ra là 600 triệu bao sang tên bìa đỏ cho chúng ta. Và đất của chúng ta đã có 60m đất thổ cư nha quý vị. Và đây, sát đất của chúng ta thì đã có khu ruộng lúa đây nha quý vị thấy này. Phải nói là khá chi là đẹp. Ngay sau mảnh đất của chúng ta view ruộng lúa, và ruộng lúa này có dự án xong là sẽ làm hồ sinh thái ở huyện trung tâm huyện Chư Sê nha quý vị. Và như quý vị đã thấy, khung cảnh ở đây khá chi là đẹp, đông đúc. Đó. Bất cứ chúng ta về đây ở hoặc kinh doanh mua bán, cái gì cũng thuận tiện hết nha quý vị. Và để nhà đất nhắc lại, từ vị trí của chúng ta ra tới công viên Phạm Văn Đồng và quốc lộ 14A khoảng 300m nha quý vị. Và về tới trung tâm thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, khu hành chính khoảng 2 cây số đổ lại nha quý vị. Quý vị là quan tâm tới mảnh đất này thì liên hệ với nhà đất số điện thoại trên màn hình là 0975 582 442 để nhà đất có thể tư vấn và đưa các vị tới đây để mua lô đất này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn.